Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 2022, chiều 25 tháng 8, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đồng chí Lê Ngọc Chữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng, lãnh đạo sở ngành liên quan. Đến thăm ông Nguyễn Ngọc Quế, sinh năm 1950, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe anh hùng Nguyễn Ngọc Quế, đồng thời bày tỏ mong muốn ông và gia đình tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các phong trào chung của địa phương và thành phố. Đến thăm cụ Lê Thị Bích, sinh năm 1926, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân, ở số nhà 17/35, phố Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải, quận Hải An. Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe của gia đình, bày tỏ sự tri ân những đóng góp to lớn của gia đình đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách trên địa bàn.